Rồi, các bạn bạn nói bố trí như thế này ha, không gian thì bố trí thì các bạn làm một cái phương án gửi cho chủ nhà thì mình cũng nên là làm cái chỉnh chu, chứ giờ hiện nay mình làm giống mèo quào, làm gì đâu mà thấy từ cái tất cả thông tin nó đều thiếu hết. Thế là một cái bài chỉnh chu rồi mình nộp cho khách hàng nó sẽ ok hơn ha, cố gắng làm cho nó đẹp, khách hàng người ta đâu có hiểu những gì kỹ thuật đó. Những cái không gian ha, không gian sau này anh này anh lên nội thất á thì nó sẽ như thế này, anh tham khảo những cái nội thất thì nó sẽ ra ra gần giống cái nhà như thế này của ảnh ha. Đó, cái nhà như thế này chỉ có bếp nó nằm ở đây thôi, thang ha, thang nó nằm ở đây. Đó, đó lên phòng ha, bố trí như thế này. Rồi thì khi mình qua cái giai đoạn thấy cái kết cấu á, một là cái anh kỹ sư anh tính cái kết cấu luôn ha, hai á là mình sẽ có ngoại nghiệm kết cấu của bên kết cấu họ gửi qua, thì làm sao để biết được là kết cấu họ họ có kinh nghiệm trong cái chuyện là xử lý về nhà phố, họ đã từng làm qua rồi ha. Nhiều khi làm mà mình không có kiểm soát được mấy 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 anh đó, anh nào cũng cho là tính tính ok hết, nhưng ra cuối cùng đến lúc mà xảy ra chuyện ai chịu đâu, tại những nghe nhỏ này thật sự không có chủ trì trong cái diện thiết kế, lớn thì không không nói, nhỏ thì nó lại bị cái vấn đề đó à. Rồi ở đây có những cái lý trục nè, thì khi mình xúc ha, xúc nó qua bên cái két á, ở đây mình sẽ mở cái két lên ha. Rồi, có cái bài này ha. Đó. Rồi, sẽ bố trí cho cái nhà ha, cái nhà các bạn nên bố trí nè. Đó, thì dựa vào cái cột này ha, mình sẽ bố trí, một là nó có hai trường hợp về cái phần móng này. Thì các bạn sẽ lên cái phương án móng cho nó. Đó, cho để tránh tình trạng là mình thay đổi cái bản vẽ nhiều ha, nhiều lần. Nó không có tốt. Đó. Thì ở trong cái nhà này nó đường hẻm nhỏ ha, nó có 2 mét mấy thôi, cho nên mình sẽ sử dụng phương án là ép neo à, ép neo cho cái nhà này, hoặc là các bạn có thể dùng băng để làm cho nó chưa cọc, thì tiến độ thi công nó sẽ ok hơn, với lại ổn định cái nền đất hơn như cái phần kia. Rồi, đây là một cái phương án bố trí, thì ví dụ ở trong bên đây nó có nhà ha, ở đây nó có nhà nè, ở đây nó có nhà nha các bạn, một cái nhà lớn, ở đây nó có một cái nhà nữa, thì mình sẽ bố trí những cái móng này nè, nó sẽ cách ra 700 ha, tại vì cái máy của nó ép vô, nó ép nó sẽ bị cách ra như thế này đó, tại vì nó có console nó lớn. Thực ra đối với cái ép neo thì nó không tới 700 đâu, neo có thể cái máy nhỏ hơn mà mình có thể xích vào trong chút, có thể là 500 đó, để mình ép cái vị trí nó gần hơn, tại càng xa cái này ha, càng xa cái vị trí cọc này thì cái lực cái dàn móng nó càng lớn ha, dàn móng rất là lớn, cho nên cố gắng là mình sẽ ép cho tim. Còn ở đây ví dụ nhà này nó không có đất à, trong chỗ đất nó không có đó, thì mình có thể mình sử dụng cái bố trí cái móng ha, bố trí cái móng như thế này đó, để nó đỡ ha, nó đỡ ra cái nó đỡ cái nó tốt hơn đó. Rồi cái dàn móng nha, trong đó nó sẽ, các bạn sẽ bố trí dàn móng này, ví dụ như bố trí dàn móng này
thì cái dàn móng của cái trục giữa này nó phải to ha, to hơn nếu nó là tim cho các bạn đó. Đây các bạn có thể chọn cho nó là sẽ lên đến 300 600 nè, 300 600. Đó. Còn ví dụ đúng tim mà nó gần ha, gần không 4 mét thì các bạn hơi bố trí cho nó là 200 nâng 500 đó để cho nó ổn hơn. Thì cái phần này nó dễ bị ấy, dễ bị đưa ra ngoài nè. Một là mình nâng cái đài móng ha, nâng cái đài móng lên. Hai á, là mình sẽ tăng thép vỉ móng lên ha, tăng thép vỉ móng là như cái nhà này như họ đang làm là phi 14 A150. Đó, mình có thể tăng cái đài móng ha, tăng cái chiều cao cái đài móng của nó lên. Đó. Cái dàn móng nữa ha. Đó, một là tăng đài móng ha, hai là mình sẽ tăng thép vỉ móng, tại vì cái cột nó đâm xuống thì cái thép vỉ móng nó lớn thì nó sẽ không có bị lủng. Đó, rồi mình tăng cái dàn móng để nó gánh lại, giống như trọng lượng bản thân mình nó nhẹ nhẹ thì mình sẽ gánh cái nhà nó lại ha. Rồi, lúc đó mình sẽ lên ha, lên một cái bộ dàn móng với đà kiền như thế này. Rồi bắt đầu mình sẽ kiểm tra ha. Công việc của mình là nhận lại của hồ sơ thiết kế. Ở đâu mình sẽ kiểm tra được là nó có đá nhau cái bộ kiến trúc của mình hay không ha. Xe nè. Đó, rồi mình chọn cho nó ha. Bắt đầu mình sẽ copy. Đó, để mình kiểm tra cho nó. Một là các bạn xúc qua két. Phương án này các bạn xúc két, hai là các bạn lót ở trong grid luôn để các bạn có thể kiểm tra. Thì ở đây mình kiểm tra thì nó thấy cái lưới trục nó giống nhau nè, à, lưới trục nó ok. Đó. Lưới trục nó không có bị lưới trục nó không bị trồi nè. Chưa? Nhưng mà ở đây thì cái dàn móng của nó thiếu ha, thiếu. Ví dụ ở đây nè. Đó. Ở đây các bạn bố trí cho nó thì nó thiếu cái này ha, nó thiếu cái dầm ở đây một á. Thì đối với những cái khu vực yếu á thì các bạn sẽ nên đổ thép sàn luôn, đổ thép sàn của tầng trệt này nè nha. Đó, có thép sàn chứ các bạn làm một cái đất bình thường là nó tụt hết á. Nói chung là nó không ổn định. Thì cái khu này mình cho nữa bài toán nó ép đến mười mấy 20 mét rồi. Thì cho nên nó cũng là đất tương đối. Đó. Cho nên ở đây mình sẽ bố trí thêm ha. Đó, ra ngoài thi công thì ở đây người ta sẽ bố trí hai que thép nè. Đó, người ta bố trí hai que thép để người ta tiết kiệm hơn, người ta bố trí hai que thép thế này. Thì 26 đó, bố trí nó nằm dưới cái tường ha, có tường là có dầm nha các bạn, có tường là có dầm. Đó. Để đây các bạn sẽ bố trí cho mình cái dầm đó. Ừ, dầm ha, dầm để có thể hạ cái vệ sinh này xuống. Đây, ở đây nó có cái dầm luôn nha. Đó. Sau khi các bạn mà kiểm tra cái dàn móng xong đó, các bạn sẽ lót thêm cái phần về điện nước nữa. Thì trong điện nước đó thì các bạn sẽ bố trí cái hầm tự hỏi cho cái nhà này. Đó. Thì thường những cái khu đất yếu người ta sẽ dùng cái chỗ cái cầu thang nó có cái vế mà nó nhỏ thấp hơn đó. Tôi sẽ xây nó vừa trong cái lỗ cầu thang đó luôn, thì nó sẽ neo trong đó luôn thì nó đỡ bị trôi ha. Thì những cái khu đất yếu này thường là cái địa chất nó xuống và nó cái hệ môi trường mà ngầm á, thoát nước á là nó bị hư hết, đa phần là gãy những cái ống nước đi ra ngoài đây là bị gãy hết. Đó, một năm có thể cái chỗ khu này có thể lên đến 10 đến 15 cm cũng có. Đó. Mọi người có nghe thấy không? Mọi người có nghe ổn không? Em có nghe. Nghe hả? Sao mấy bạn ở trong group kêu là không có vô được ta? Bị gì vậy? Chắc do lag đi. Gì? Chắc do lag đi. Đó, áp hả? Lag ấy, giật đấy. À. Bạn kém. Rồi. Đó, à, vô đây mình sẽ kiểm tra. Ha. Kiểm tra xem là nó thiếu cái gì.
thiếu cái dầm nào thì mình phải báo cho cái bên kết cấu nó làm ha, để cho nó không bị đá nhau như kiến trúc. Đó. Cái nhà này thì mình chỉ quan tâm về cái chuyện mình làm móng thôi ha, quan tâm kinh nghiệm gì làm móng thôi, còn ở trên thì nó dễ rồi. Ở trên các bạn chỉ kiểm tra là ở chỗ nào có cái không gian thì các bạn phải xử lý nó. Ví dụ như ở trên cái lầu 1 á, ha, ở trên lầu 1 nó có cái vệ sinh thì mình sẽ bố trí nó. Đó, ở đây ha, bạn sẽ bố trí sơ lược cho nó về những cái dầm. Ví dụ ở đây thì các bạn có thể đi qua dầm đây nè. Nhớ cái dầm này đừng có đi qua cái giường ngủ nha. Nếu cái nhịp cột mà 6 mét dài á, các bạn có thể là chống thêm cái cột, có thể làm móng với nó. Nhưng mà đừng có đi cái dầm qua ha, có thể nó ảnh hưởng không tốt. Ảnh hưởng không tốt với đây cái tâm lý chủ nhà ha. Do nó mê tín dị đoan thôi, nhưng mà mình cũng nên tránh. À, thì các bạn bố trí những cái dầm ha, những cái dầm như thế này đó, bố trí cho nó quen để mình kiểm soát được kết cấu. Họ bố trí thiếu thì mình sẽ đề xuất với họ ha, đề xuất với họ bố trí như thế này. Thì việc đầu tiên các bạn là kiểm tra những cái dầm móng nó đúng hay không. Việc thứ hai các bạn kiểm tra là sàn ha, ranh sàn đó, ranh sàn nó có đúng hay không. Ví dụ từ đây nè, bố trí trong kết cấu người ta đưa cái sàn ra đây thì chỗ cái ranh sàn này nó có đúng với lại cái kiến trúc hay không nha, không nó đổ cái kiến trúc ra với những cái ranh sàn như thế này. Công trình nhỏ thì không sao, chứ công trình lớn ngồi kiểm tra mấy cái này mệt lắm, ra mất cả ngày trời đó. Nên việc để mà kiến trúc với lại kết cấu với lại điện nước nó giống, nó không bị đá nhau nó cả vấn đề, nên các bạn phải kiểm tra ha, kiểm tra trước khi xuất hồ sơ. Nó mình là chủ trì mà, mình chủ trì thiết kế mà, người ta thiết kế thôi chứ người ta đâu có chịu trách nhiệm cái chuyện nó đá cái kiến trúc như thế nào. Có khi công việc nó nhiều sai sót, mình phải là người chủ trì đó ha. Những cái này thì mình có thể đưa cái dầm console nó đi ra ngoài nè đó, đưa cái dầm console thì mình đỡ cho nó ha, đưa console để đỡ cái dầm. Rồi, đây ví dụ nó thiếu ha, kiến trúc nó thiếu, cái cấu nó thiếu thì mình sẽ đi cho nó những cái này. Ra ngoài người ta sử dụng hai cái thép đó rồi, thép nên ta đi. Nói chung mình nên bố trí dầm đi ha. Nếu các bạn có tâm với bạn tốt của chủ nhà thì thôi làm luôn nha. Có thể người ta làm trong một thời gian ngắn thì nó không sao, thời gian dài có thể nó không tốt. Đó, à, đó là cách bố trí về cái lầu 1. Rồi, đây ha, đây là những cái lý thuyết về cái cấu tạo ha, cấu tạo kiến trúc. Thì ví dụ cái nền tự nhiên ha, nó sẽ có những cái nền tự nhiên. Nếu mà nền tự nhiên tốt á, thì các bạn có thể sử dụng cái móng nó ổn định hơn đó. Nhưng mà nếu các bạn gặp cái móng nhân tạo nè, có thể nó sẽ có những cái trường hợp yếu, hoặc là nó sẽ bị ma sát âm nữa. Ma sát âm là một cái trường hợp nó đa phần những cái khu trong dự án bị săn lấp á, thì nó hay bị ha. Đó, ví dụ nơi nó đắp cái đất quá lớn đi ha, khi mình ép cọc thì nó vẫn đủ, nhưng mà theo thời gian thì cái đất mới thì nó sẽ kéo cái cọc xuống, nó sẽ bị ha. Cái này ở đây mình bị ở ngoài Thủ Đức nhiều, đa phần là dính về những cái khu quy hoạch là nó bị dính cái phần này, nền nhân tạo như thế này. Thì các bạn lưu ý ha, các bạn nào nghiên cứu về cái kết cấu thì về lật sách lại ha, trong cái sách về mảng sách âm đó, những cái khu này người ta không có khảo sát địa chất
nhưng mà khi khảo sát thì chắc cha mới thấy được nó bị ma sát âm như thế nào. Đó. Móng. Móng thì đây nó có nhiều loại móng ha, móng đơn, móng móng đơn, móng móng băng, đó, thường là mình sẽ dùng móng băng. Móng băng ha. Đây là những cái khái niệm dành cho những bạn không chuyên để những khái niệm hiểu được là cái móng băng như thế nào. Đây móng băng hai phương như thế này. Đây móng băng một phương ha. Đó, một cái nhà. Móng bè, móng cọc ha, móng cọc nè. Đó, thì những cái phần hệ tự hỏi ở đây. Hệ tự hỏi đây là nó để vừa ở trong đây. Nhưng đối với những cái khu mà đặc yếu á, thì nên ha, nên các bạn sử dụng là nó nên neo cái dầm luôn để nó không có bị trôi đi. Nó không bị hư xuống xuống đất ha. Rồi, ở trong cái phần này nè. Thì cái nhà của mình 4 mét này á thì nó vô nó sẽ ép bằng cái đây là cọc ép nè. Rồi. Đây là cọc. Cọc này là cọc cọc này là cọc chợ ha, cọc chợ. Bán đại trà ở ngoài á. Các bạn cũng phải kiểm tra cái này nó đúng chất lượng hay không, đúng ngày đúng chất lượng hay không ha. Chứ nhiều khi trong cái quá trình mà nó ép liên tục á, trong cái mùa á, thì nó sẽ dùng cái cọc nó chưa có đủ chất lượng ép ha. Đối với những cái đất yếu á, ví dụ đất nó khoảng ép 5m, 7m thì các bạn nên ha, nên sử dụng cọc nó có khoảng mát 300 ha, mới ép được nha. Chứ không các bạn ép mát 250 thì nó bể đồ cọc. Thì cái phần ép này nó cũng sẽ có rủi ro, ví dụ nhà bên cạnh đôi khi người ta quẹt cái cẩu người ta ép nó bị nứt nhà bên cạnh ha, rồi cái địa chấn lô đất thì cái này các bạn phải làm việc giữa cái đơn vị cọc với lại bên chủ nhà ha, phải có các bạn thống nhất về cái vấn đề này. Đó, cọc ly tâm này, cọc ly tâm thì nó tốt hơn ừ. Tốt hơn cái mấy cọc khác và nó sẽ giữ lực trong nhà máy như thế này. Được. Thì cái này dùng cho những cái công trình nó tương đối là tương đối lớn ha, để sử dụng nhiều. Đó. Thường nhà dân thì người ta dùng cọc chợ nhiều. Đây là máy tải ha, tải hẹp cọc. Đó, thì cái tải này hai mặt bằng nó phải rộng. Bạn phải làm cái đường 4 mét và cái mặt bằng nó phải trên 4 mét ha. Thì khi các bạn đi vào cái xe cẩu hay là cái dàn máy này thì nó mới đi vô được. Ở đây thì nó có cái dàn bê tông á, bê tông nhiều lắm. Có thể ép được lên đến 120 đến 140 tấn cũng không? Nếu mà nó chắc cái dàn thêm nặng thêm ha. Và trung bình thường người ta sẽ ép 70 tấn. Thì trên đầu cọc á, thì nó khoảng tầm 45 tấn ha. Như thế này. À, cái nhà của mình thì thường á, là mình sẽ ép neo tại do cái đất của mình nó nhỏ. Ép neo như thế này. Ép neo thì nó chỉ được 20 tấn thôi. Chưa? Đây chỉ được 20 tấn. Đó. 20 tấn thôi. Ở đây nó có mũi khoan này, ép xuống. Ừ. Ép xuống như thế này. Đó, cái dàn ở đây, cái này thì nó gần hơn chút. Đó. Có thể nó ép 5-600. Đó. Đối với những cái công trình mà dự án lớn mặt bằng rộng đó, thì nó có robot như thế này, nó ép rất là nhanh. Đó. Đó, ép rất là nhanh. Tại vì ngồi mà ép tải nó lâu lắm. Này xuống nó ép nhanh cực kỳ. Ép này ép không nhồi ha, nhồi thì nó chế lại. Hồi xưa là nó làm bán kính đến 800 rồi. Bây giờ nó không nhồi, nó làm cho một cái nhà, làm cho một cái nhà mà nhà phố khoan có 400 thôi ha. Khi mà xuống đây nó gặp bùn đất thì nó xử lý hơi khó khăn đó. Thì lưu ý những cái trường hợp để mình đề xuất cái phương án móng cho nó. Tại các bạn là người thiết kế mà, cái người của bạn, các bạn là cái người làm việc chứa chủ nhà à. Còn hư hại cái gì là chửi bạn đó. Còn cái người thiết kế hoặc là cái người thi công, người ta sẽ tính cái chuyện của họ, người ta sẽ tính cái chuyện là chi phí công trình đó. Ta tính, ta chỉ lo bản thân cho họ thôi, thì nó đưa vào cái tình trạng là mình sẽ bị vấn đề là chịu trách nhiệm à, chịu trách nhiệm hết những cái vấn đề đó. Cho nên đây nó sơ lược à, về cái bố trí kết cấu dành cho các bạn đó. Thằng phải ra công trình là các bạn hãy bố trí cho mình ha, bố trí cho mình nộp lại bài.
Đây, đó. Các bạn sẽ chọn ha cái view này. Các bạn sẽ chọn lên view bố trí ha. Đấy, các bạn sử dụng Revit. Rồi, bên đây mình sẽ chọn nó là chữ tên này. Nè, mình sẽ bố trí cho nó. Anh này anh đang bố trí nè, bố trí cái dầm. Anh cũng đã bố trí cái dầm rồi. Đó, bố trí cái dầm này. Đó, ở đây nó bị lệch nè các bạn. Đó, ở đây nó bị lệch nè. Thì cái này anh bố trí bị sai. Đó, thì mình sẽ báo cho ảnh là cái này sai. Đó. Đó, bố trí này nó không ăn khớp với cái tường năm đây mà, đúng không? Đó. Rồi, thêm cái này nữa ha, thêm cái này nữa. Đây thì nó có cái đà kiền rồi. Đó, thì đà kiền đây mình sẽ có thể đổ cái console để đưa ra ngoài đây, không cần phải đổ cột thêm hay là làm móng thêm. Đó, thì cái này hồi trước anh này bố trí thì nó dư ha, cột. Đó, mình gợi ý thêm thì bây giờ giảm được một cái cột này. Thì nó sẽ đỡ tốn tiền hơn làm cái chuyện móng cái móng đó. Đó, đẩy cái console này. Khi các bạn bên kiến trúc đó, các bạn phải nghiên cứu cái kết cấu, đúng không? Các bạn nghiên cứu cái kết cấu nó đỡ cái tiền móng hay không, nó có lợi thế gì hay không. Đó, thì mình phải lên phương án nó tối ưu nhất, ha, tối ưu nhất cho nó. Chứ thực sự các bạn quăng cái kết cấu mà các bạn làm thì các bạn chỉ biết làm kiến trúc thôi. Đó, nhưng mà ông kiến trúc ông sẽ tính ha, tính được cái chuyện là tính được cái chuyện sao tiết kiệm được cái chuyện đó tối ưu nhất ha, phương án là tối ưu nhất. Rồi ở đây nó sẽ bố trí ha, các bạn phải bố trí những cái phễu tu sàn nè, hoặc là bố trí những cái vòi nước rửa xe hay gì đó, thì trong quá trình làm kiến trúc các bạn phải bố trí để sau này qua phần MI là nó biết ta làm. Hiện nay các bạn làm phương án mà các bạn thiếu quá trời luôn đó, thì cần các bạn đầu tư hơn ha, đầu tư hơn những cái chuyện mình đừng có vẽ cho nó có. Bây giờ có thì làm gì đâu. Ở đây những cái người đi trước của mình, người ta tạo ra đến 100 phương án lận. Thật sự nói ra rất là khủng khiếp. Người ta tạo ra cả 100 phương án cho anh một cái công trình. Nghĩ ngoài hiệp đó. Đó. Thì cái đó là cái câu chuyện của kiến sư Jika. Kiến sư Jika là kiến sư số 1 ở Myanmar đó. Người Việt Nam, đứng top 10 ở Việt Nam. Thì bả là cái tên Giang Lê đó, bả cũng rất là ngưỡng mộ về kiến sư, tại vì đơn giản là người ta binh ha, kiến sư và những người hiệp, tại vì người ta binh cái phương án 100 phương án này đó, thì khi người ta lựa chọn cái phương án nó tốt nhất cho nhà về kết cấu, về thẩm mỹ, về tất cả mọi thứ, thì người ta cảm thấy nó ok nhất thì người ta sẽ đưa cho họ, chứ không phải các bạn thấy ở chủ nhà ok rồi thì mình cứ xe đó mà làm. Thì sau này ra các bạn gặp đúng những cái người đó thì khi họ tư vấn thì có thể không lại họ đâu. Rồi, ở trên là một ha, mình cũng bố trí. Mình cũng bố trí ha, bố trí dầm. Đó, bố trí dầm này. PG, các bạn bật PG nha, các bạn tắt nha. Mấy bạn chưa biết bố trí nè, mấy bạn biết mà chưa có bố trí được thì xem tham khảo. Đó, tắt những cái này đi. Đó, những cái LAN hay là cái gì đó. LAN nè. Đó, à. Chưa. Những công trình lớn thì nó sẽ có một cái mặt bằng, gọi là mặt bằng bố trí dần ha, dần tường, nó quan trọng nha các bạn. Bạn làm những công trình lớn mà không có cái đó thì các bạn sẽ trả giá rất là đắt ha. Trong quá trình xây nó dễ bị sập lắm. Nên những cái tường ở cao 6 mét thì sẽ có dần tường, chứ đến đâu họ sẽ làm dần tường đó để họ làm. Chứ những cái nhà lớn đó mà các bạn không có cái phần kết cấu về dần tường đó, nguy hiểm ha. Và cái người tính toán kết cấu người ta cũng chưa có am hiểu nó là nhắn hậu quả nhiều lắm. Thứ nhất là bản thân họ là chủ trì kết cấu, thứ hai là bạn cũng sẽ người lây lan cái chuyện đó, mất uy tín đó. Các bạn mình chuyển, thì có dần tường một lần là thấy quen rồi. Cái gì
Hả? Mấy mét thì có thằng tường. 6 mét. À, À. ok. 6 mét, ví dụ đây 6 mét mình chia ra. Đó, chia ra. Đây để em vẽ thử cho chị cái tường cho nó dễ. Ừ. Đó, đây là cái bài của ảnh ha, đó anh bố trí nè, bố trí hết kết cấu luôn, thấy chưa? Đó, các bạn cố gắng nha, cố gắng làm cho nó chỉnh chu một chút, làm đó bạn ảnh vẽ nè, thấy không? Còn khá là ok, đầy đủ những cái thông tin để làm. Rồi ở đây ví dụ như cái tường, à, cái tường của mình nè, đó lưu ý tường của mình như thế này. Đó, đây mô hình nhỏ thôi, mô hình lớn thì nó sẽ cao, ví dụ nó cao lên đến cái này đi. Đó, nó cao như thế này thì các bạn sẽ có mặt bằng ha, mặt bằng dần. Sẽ có cái mặt bằng dần tường. Đó. Có cái mặt bằng dần tường như thế này, nhất là dần trên đầu ha. Thứ nhất các bạn khi dần dần đầu công trình nhỏ thì không sao, tại vì đến 3 đến mấy là các bạn có một cái nhịp dầm rồi, mình đâu cần phải dần tường đâu, phải không? Không có như dần tường như nó, trên đây cũng có một cái dầm rồi. Nhưng mà lưu ý, ví dụ các bạn xây một bức tường lớn như thế này, đó thì các bạn phải có dần tường, lưu ý nha. Ở đây là sẽ chia ra nhịp ở giữa nè, và mình sẽ cho một cái dần tường ở đây, được chưa? Đó, thường những nhà công nghiệp nó dính đến nó, nhà công nghiệp thì nó cao, tiêu chuẩn nó lớn hơn. Cái nhà công nghiệp nào cũng cứ 60 mét 60 mét cái tường này không à. Đó thì các bạn lưu ý khi các bạn đặt cửa sổ ở trong đây thì nó có đụng cái kết cấu hay không, đụng cái dàn tường hay không, nó quan trọng nha. Khi bố trí cái cửa sổ đâu có ý đâu, đi ra ngoài cái thấy dính nguyên cái dàn tường của người ta mà đi đặt cửa sổ nó dính cái chỗ này ha. Đó, thứ nhất là mình sẽ đắp ở trên đây một cái dàn đỉnh đó để có gió hay là cái gì đó nó bảo nó sử dụng, nó sẽ không có bị bay cái đầu này. Hai là cứ 3 mét như thế này các bạn phải có một cái dàn, dàn tường nó tốt hơn đó. Còn đối với những cái hộp gen thể trong nhà công nghiệp nó có những cái hộp gen như thế này thì khi mà nó cao cái hộp gen 6 mét như thế này thì các bạn sẽ trở thành cái tường chịu lực nha. Cái tường này không phải xây 50 đâu á, cái tường này không phải xây 50 nha các bạn, mà nó sẽ là tường chịu lực đó, tường chịu lực ở trên, được chưa? Đó, và nó có thể cao 6 mét thì các bạn không có được xây nữa, các bạn sẽ đắp thật cao ha, cái tường cao nó lên cao. Thì đó là tiêu chuẩn cho những cái nhà lớn đó, những nhà lớn thì nhiều tiêu chuẩn lắm đó, các bạn phải đọc hết những cái tiêu chuẩn cho cái nhà nhỏ này trước, các bạn qua công trình lớn các bạn mới nắm được, nhất là MI kết cấu điện nước nó rất là dễ bị đá nhau à. Đó. Tại vì khi các bạn vẽ cái tường lớn này thì nó sẽ có cái cột chữ Y này, nó nằm sát bên à. Và đằng sau lưng cột chữ Y nó sẽ có một cái cột tép nó giữ lại à, giữ cái khung này. Thì đó, cái đó là lưu ý về cái phần kết cấu à. Hệ khung lớn khung nhỏ thì nó đơn giản thôi, các bạn chỉ cần kiểm tra cho nó đó, kiểm tra chỗ nào thiếu dầm, ví dụ ở đây anh này anh bố trí thiếu dầm nè thì mình sẽ bố trí cho anh à. Anh ơi, cho em hỏi, em thấy hình Gì như cái cửa sổ trên dưới là có đổ dầm không anh? chỗ nào Như cửa sổ trên tường đó là ở dưới có đổ dầm không? cửa sổ nào cửa sổ nào Như cửa sổ, những cái cửa sổ trên tường này kia. có chứ, cửa sổ trên tường không, nó gọi là lăn tô, hiểu không? Vậy là bạn phải học rồi, vậy là bạn phải học là cái bài gọi là những khái niệm căn bản của cái nhà, hiểu không? Khái niệm căn bản của cái nhà đó là dành cho cái người không chuyên đó. Thì thường mình sẽ dạy họ khái niệm trước. Thì đây nó sẽ có, ví dụ ở đây trên cái cửa này nó sẽ có một cái dàn ha, nó gọi là lăn tô nè, để trên đây thôi ha. Nếu mà chỗ này mà nó rộng quá thì các bạn bố nó thẳng vô hai cột luôn, được chưa? Đó, rồi cái này nó nhô ra nó làm ô văn luôn nè, thì lăn tô kết hợp ô văn luôn, đẩy ra ngoài luôn ha. Đó, kết hợp đẩy ra ngoài mình đẩy ra để cho nước mưa nó hơi xuống nó hơi tạt á ha. Nhớ là các bạn khi tạo dốc cho nó nha,
nhớ các bạn ký hiệu dốc cho nó nhanh gọn. Ơi, kích thước của lăng tô với lại dầm thì như thế nào ạ? Lăn tô với dầm thì nó có trong cái bản kết cấu thì mình có tham khảo nó ha, nó không có những cái bản mà nó quy định chung đây nè, đó lăn tô nè, được cột ví dụ là trên 300 ha, thì nó sẽ đổ cái dầm này qua luôn nè, đó dưới 300 nó đổ cái thằng này dính vô đây luôn, đó cũng dính vô đây luôn nè, thấy không? Còn trên 300 là nó sẽ có như thế này, đó đây là cái lăn tô nè, bộ trụ tường nè, bộ trụ tường, còn bộ trụ tường ha, dàn tường đỉnh thu hồi nè, đó dàn tường đỉnh thu hồi đây, cái dàn của nó nè 137 x 138 nè, đó nó có kích thước nè ha, vô đọc tham khảo nó ha, đây là những cái quy định của nó. Dạ anh, em thấy khi mà xây cửa nó chừa cửa sổ là em thấy có đà đổ một cái đà dàn ở dưới, đà dàn ở trên, rồi chừa xây chừa mốt mới gắn cửa sổ vô ha. Liệt vậy đúng rồi sao? Ừ, làm gì thì tốt, làm gì thì ok quá rồi, chắc chắn. Em thấy ở dưới quê thường em thấy coi làm vậy á. Ừ, làm gì chắc chắn. Bèo nhất bạn phải có cái trên nhé, thấy không? Bèo nhất bạn phải có cái trên để giữ cái tường phía trên. Đó, còn nếu bạn làm tốt cái chủ nhà thì đổ hết ha, đổ hết cho mình. Như cái phần cái đen cái gì? Đổ cái gì thì nó sẽ tốt hơn. Với lại những cái phần mà nó như tường như này. Đó, thấy cái chỗ này không? Chỗ này nè, dễ bị bung cái tường lắm. Thấy không? Cái cửa sổ sát bên mà cái cửa sát bên nè, thì các bạn có thể bạn bố trí thêm cho nó cái cột tép đây à, dằn nó lại được chưa, đó đề nghị ông kết cấu thêm vô được chưa, bổ trụ cho nó đó. Các bạn làm thế này thì làm sao nó bung được, tường này mỏng lắm, mình lắp cửa vô cái nó bung ngồi liền à. Rồi anh đây mình sẽ đổ cái dằn ha, dằn cái bổ trụ cho nó. Đó, nó sẽ bổ trợ thêm cái tường này. À, hỏi gì ông Thành ơi? Dạ cho em hỏi gì là bắt buộc cái cửa sổ là phải có đà dằn không anh, trên dưới có hay chứ. Cũng có. Được. Nếu bạn làm trên dưới được thì càng tốt. Còn làm nếu không nhà thì đi. Sao không đâu, bình thường. Anh. Bình thường không sao hết. Cũng được ha anh. Được, không vấn đề gì, trừ khi cái cửa nó lớn quá, thấy không? Trừ khi cái cửa lớn rồi phải làm luôn cái phần riêng để nó giữ cái cửa đó, cửa nhỏ thì không cần, không có làm đâu ha. Hỏi gì nữa không? Đó ha, đó là mình hướng dẫn như các bạn bố trí móng ha, bố trí móng sơ bộ cho nó, các bạn cũng phải làm ha, thực tập làm vô để bố trí cho nó quen. Ví dụ cái sàn này nè thì các bạn nên đổ sàn luôn ha, đi 6A200 đổ hết vô bấm chắc cái sàn luôn. Đó, thường mấy ông này ông đổ PA14 nè ha. Đó, để cái chỗ toilet nè, nhấn thép xuống. Nếu mình làm tốt á, ha, làm tốt thì nhà thì nên đổ ha, mình nên đổ luôn cái dầm chỗ này sẽ tốt hơn. Lâu dài dài nó không có bị nứt cái chuyện đó. Các bạn chỉ biết là mình để mình hỗ trợ, còn cái ngoài đây thì có thể là người ta sẽ dùng cái nào dùng được thân thép thì dùng ha. Đó, dùng để hỗ trợ thì dùng. Còn ở đây thì nên ha, nên các bạn nên bố trí cho nó dầm luôn. Nó tốt cho chủ nhà. Làm cái này thì đây chủ nhà họ đâu có hiểu cho mình, đúng không? Nhưng vấn đề là sao? Đó, về kinh phí, về tất cả mọi thứ, bạn có thật sự làm tốt cho chủ nhà hay không? Người ta cho bạn một đồng, bạn có bỏ ra cái sức khoảng 2-3 đồng để mà thiết kế cho họ hay không? Đúng không? Mình ở thiết kế ở vùng tự do thì mình không có tính đến nè. Tại vì khách hàng này, mình báo giá thì có dạng nè. Ví dụ nó 8 tỷ, người ta báo giá nó 24 tỷ nè. Người ta không tính thêm mét vuông đâu. Còn ví dụ các bạn gặp khách hàng người ta cứ căn đo đong đếm từng đồng, mình làm mình thấy lời chứ, làm mình làm tốt ở nhà nó lỗ sao, nên các bạn phải suy nghĩ ha, nhận một là nhận, không nhận thì thôi, bạn phải làm tốt cho họ. Cho nên đây là mình muốn các bạn đủ luôn cái dầm ha cho họ nha, tốt hơn.
đây hiện nay cái nhà 4 mét này thì người ta bố trí ha, trí cái cột như thế này, cái diện cột nó rồi. Việc mình kiểm tra ha, kiểm tra cái cấu các bạn khi các bạn làm ở đây các bạn nhông vô mà chưa thấy vô ta, à, nó chỉ tra đổi cho các bạn mà tính toán cái cấu chưa thấy bằng vô. Tùng ơi, về cái phần tài liệu kết cấu anh nhớ gửi lên nhóm mình Tùng. Tài liệu kết cấu gì? Cái phần quốc cái PDF ban nãy anh bật để xem. À cái này hả? Mấy cái này gì? Mấy cái khái niệm này đúng không? Chứ nó bóc cho dễ hơn. Tao giờ thấy làm kết cấu bây giờ thấy mấy cái loại này chưa? Cái cọc ly tâm ở này chưa? Chắc biết rồi hết đúng không? Có biết anh. Biết mà chưa sử dụng bao giờ đúng không? Fnail này. Ép neo này nó chỉ được 28 tấn thôi. Các bạn khi tính tải trọng của nhà mà nó tầm 38 tấn á, thì các bạn phải ép 3 tim, hiểu không? Ép 3 tim cho nó, chứ không ép 2 tim được, cho nguy hiểm. Với lại nên ép 3 tim, đừng ép 1 tim. 1 tim mới khi nào thôi. Có thể 1 tim nó đủ đó, nhưng mà các bạn đừng ép. Nhiều khi người ta ra người ta xây nhà, người ta ép 1 tim duy nhất tiết kiệm lắm. 1 tim nó có thể lên đến 120 tấn luôn. Đó là cái kinh nghiệm của ép, tại vì mình mua nhà mẫu nên đâu biết đâu, đúng không? Nhưng thực tế là rất là nguy hiểm. Tại một team mà thứ nhất là cái thằng ép cọc nó phải là cái người am hiểu bản thân ép cọc nó mới dám ép cọc. Cho nên các bạn xây mà nha, các bạn bớt cái phần cọc mà rất là nguy hiểm nha. Có thể ép một team có thể lên đến 120 tấn được. Đó. Nhưng mà vấn đề rủi ro nó rất là lớn. Mình không có khuyến khích cái chuyện đó. Các bạn hãy làm tốt cho chủ nhà thôi, chứ đừng có vì những cái gì đó mà đánh mất đi cái đạo đức của nghề, không có tốt. Đó hiện nay mấy cái nhà mẫu nó ép toàn 120 tấn không. Khu này là cái khu ở dưới Thủ Đức, nó xây nhà bán và cái người này là cái người chuyên nghề cọc, người ta chuyên nghề ép cọc, người ta ra người ta ép, nó ép xong người ta xây, người ta bán luôn, bán hàng loạt như đó. Thì cái nhà hiện nay các bạn đang thiết kế nó là người ta ép con tim, kinh khủng gì đó. Nó là nguy hiểm nha, tại một tim chắc gì ép nó đỡ đúng, bản thân cái tim nó lỡ may nó bị chợt tim sao, ép xuống nó bị chợt tim thì sao, đúng không? Tại trong ngành cọc nó rất là ma giáo, nó ép nhiều khi nó ép cố gắng ép cho nhanh để nó đi đánh công trình khác là đủ tải liền, nhưng mà bản thân cái cột nó, cái cọc nó vẫn liên tục. Đó là các bạn ở lại các bạn chịu trách nhiệm hết đó, cho nên không phải ép đủ tải là các bạn xong đâu, không có đâu. Nên cái người ép thì nó quan trọng lắm, phải có kinh nghiệm để mà mình giám sát cái chuyện cọc này. Mình cũng đã làm trong cái ngành này nhiều rồi, 2 năm rồi, làm giấy tờ giả cũng có đó cho những cái đơn vị đó. Cho nên các bạn làm sao làm ha, nhưng mà cái cọc của anh đây là cái cọc nó đúng về cái chất lượng của nó, nên làm những cái giấy tờ giả đó. Nên các bạn ra các bạn xem thì nên lấy cái giấy tờ màu đỏ, khi nó photo những cái giấy tờ nó đưa cho bạn thì nó không có đúng đâu, giả hết rồi. Cái này ép neo hiện nay sử dụng cho mấy cái khu nhà nó nhỏ thôi, dưới 4 mét, mặt bằng nó hẹp đó, như cái nhà mình đang thiết kế này nên sử dụng ép neo. Các bạn có thể thêm những cái vị trí nó sợ nó xảy ra vấn đề ha, thì các bạn có thể tìm cái chỗ trục giữa của cái giữa của cái cầu thang này thì nó sẽ nhiều tải hơn, các bạn nên sử dụng nó ha. Nên ngồi cho nó. Còn cái chỗ này các bạn lưu ý nè, đừng có lấn ra ha, có thể cho lấn được thì mình lấn, còn không lấn thì đừng có lấn cái ra cái danh đất của người ta. Thì cái lộ giới này danh lộ giới này, chỉ giới đường đỏ thì nó lại không có quy định, nhà này thì nó không chưa quy định, chưa có giấy phép đó. Thì cái nhà đó nó trong cái bản này nè, xin phép nè, được trước mình gửi lên nè, đây là khác rồi, đây phải nghĩa cấp phép của cái nhà này. Đó, cái nhà này thì nó ghi rất là rõ ha các bạn, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng, được chưa? Chỉ giới đường đỏ nè, chỉ giới xây dựng cho nó. Cho nên cái này là các bạn không được quyền ra, cái tam cấp cũng nằm từ ra hết,
tham cấp cũng không được ra ngoài nha, nó sẽ đập ha. Ở đây vẫn là phần đất của mình là mình xây xây cổng ha, xây cổng thì nó nhưng không được xây cao đó, xây thoáng thôi đó, quy định nha. Mà những cái này quan trọng lắm nè, nó được quyền quy định ít nhất là 1 mét thì các bạn không được làm thấp thôi nha. Chương trình xây dựng nó không phải nó đơn giản nó đem cái này ra cho mình đâu, nó đem là nó cũng sẽ có cái nội dung của nó không đem thiếu đâu. Nên các bạn xem rồi mình xem thử, ví dụ tường cao 2m6 này thì các bạn không được xây hơn ha, không được xây cao hơn ha. Đó đây là cái nhà đang nói về đang ha, đang thi công luôn đó, thì nó sẽ quy định nè, quy định cái ranh lộ giới với chỉ giới đường đỏ trùng nhau nè, hai đường khác nhau trùng nhau đó. Rồi mọi người có cái thắc mắc gì không? Bữa nay không có sự góp mặt của bạn Nhân à, thì cái này dành cho những bạn mà chuyên môn đó. Thì các bạn chuyên môn đó, thì khi các bạn ra cái hệ thống kết cấu đi ha, ra bài phải ra bài mới sửa được, chứ giờ nói không thì không được. Nên các bạn phải chạy kết cấu hay là ra cái sản phẩm đi, rồi mình sẽ cho cái thời gian ha, giao lưu với kỹ sư, người ta tính toán nhiều năm rồi, bây giờ sẽ giao lưu và các bạn sẽ hỏi ha, hỏi những cái vấn đề các bạn thắc mắc cũng mắc trong quá trình làm, được chưa? Còn các bạn mà mất mất kiến thức nhiều quá thì nên đi học lại đi. Tại sự trong một trong khoảng nửa tháng hàng tháng thì có thể là cũng chưa có đủ để phục hồi được đó, thì nên đi học riêng ha, riêng cái đó cho với giáo viên dễ hơn. Nay có ai hỏi về về chuyên ngành không? Dạ anh cho hỏi, nãy anh nói gì lên tô vậy, lên tô có phải là dằn không anh, dằn tường không vậy? Lên tô hả, nó là ở trên thôi chứ không có dằn tường, nó phải dằn tường. Nhưng mà nếu mà nó đổ, nếu mà cái cửa của nó rộng như thế này này, nó đổ qua luôn thì nó là dằn tường đó, nó vừa là dằn tường nó vừa lăn tô đó, hiểu không? Dằn tường nó đi qua cột luôn, ví dụ cái tường chỗ này nó nhiều quá nè thì nó sẽ dằn lại ở giữa, hiểu không? Dằn lại ở giữa cho nó tốt. Còn những cái góc này nè, những cái góc này nó sẽ bổ trụ luôn, bổ trụ những cái góc nó sẽ tốt hơn, nó không có bị hư hại cái nhà. Nhưng mà công trình mà tốt, những cái công trình mà chung cư á, các bạn làm á, là nó yêu cầu kỹ lắm. Vô là các bạn phải có bổ trụ ngay cửa luôn, ngay cửa ra vào nó bổ trụ hết. Nếu mà sự kinh phí ngoài đó, người ta đâu có chịu nổi đâu. Nên người ta xây gì mà có thể người ta làm thôi, hiểu không? Nó tùy thuộc vào cái chất lượng công trình nữa, mình làm như thế nào. Ủa anh, vậy bạn giải kết cấu có vẽ luôn cái dàn tường không? Tại vì em thấy thường là chỉ có dọc. Có, nó vẽ nhưng dàn tường. Còn lên tô nó không vẽ, mấy nhà phố này nó vẽ chi? Không, không vẽ, nó chỉ là ghi bản chú thích thôi nha, có ai đâu vẽ dằn tường đúng không, được chưa? Nhưng mà những cái bản vẽ lớn thì các bạn phải nha, các bạn phải có cái dằn tường nha, phải có dằn tường. Rồi ở đây mình này là cái kiến trúc, không biết có cái có không? Là một cái bệnh viện ha, mình thiết kế năm rồi rồi năm kia bệnh viện. Nó có cái bản vẽ đó luôn, trên mặt bằng nó sẽ có à, nó copy ra như thế này nè đó, nó copy cái mặt bằng như thế này, nó sẽ có cái dàn tường, ví dụ dàn tường nó sẽ vẽ qua đây luôn à, ghi là dàn tường bao nhiêu đó, đi từ cái này qua đây luôn à, ở vị trí bao nhiêu đó. Rồi ở đây nó sẽ có cái dàn tường ở trên đó, nó sẽ có, thấy không? Rồi chưa nói những cái khung kính nữa, nếu các bạn làm những cái công trình mà có khung kính á, thì nó sẽ có cái dàn tường ở trên, nhưng mà nó không phải là bê tông mà nó gọi là thép, nó sẽ có thép hộp ở trên. Thép hộp ở trên nó sẽ có một cái hệ khung kết cấu chịu lực ở trên nữa, thì nó mới đỡ được cái khung kính đó, hiểu không? Đó, nó phải có một cái khung gọi là khung chịu lực kết cấu dành cho kính, kính cường lực. Cái gió nó rất là mạnh, hiểu không? Gió nó mạnh nó thổi vô công trình toàn kính không, mà gió mạnh thổi vô là nó bị rụng liền. Cho nên khi mình kiểm tra kết cấu những công trình lớn gì đó thì các bạn phải
xem thử cái hệ mà giữ kính nó như thế nào nữa. Không, giữ tường là một chuyện rồi, giữ tiền nó lanh tô này, còn bây giờ cái hệ chịu lực kết cấu giữ kính nữa, các bạn chưa 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 có đụng đến. Còn công trình nhỏ này các bạn thì các bạn không có cần phải suy nghĩ đến nhiều đó. Chỗ này với chỗ này thì các bạn bố trí thêm cho nó này, bổ trụ này, đó, trí bổ trụ thêm cho nó để cho nó không bị hư cái chỗ này, được chưa? Dạ, cái cách bố trí cho thì các bạn bố trí những bạn nào sử dụng két á, thì các bạn bố trí sơ lược cho mình về cái cấu ha, cho nó đúng. Giờ từ cái cấu này các bạn bỏ qua bên review kiểm tra lại, rồi là bỏ bên két á, xúc két qua ha, xúc kiến trúc két bắt đầu đè đè cái này lên xem có bị cái gì không, được chưa? Đó là cái phần cái cấu. Rồi các bạn về bố trí sơ lược cho mình ha, bạn là tính toán được thì tính toán luôn, còn không có chắc tay thì sẽ có một buổi giao lưu với cái kỹ sư dễ trao đổi. Được chưa các bạn? Hỏi gì không Thành ơi? Dạ chưa. Cái bài gửi cho anh Tùng ấy, cái bài gửi check phương án ấy, anh Tùng, thì bài À. đấy là mình lên mặt bằng trước chứ không cần lên đồ bản vẽ trước anh nhỉ? Lên mặt bằng trước, bạn lên mặt bằng trước cho mình sửa, sửa xong bắt đầu bạn hoàn thiện cái phương án đó, rồi bắt đầu mình trình bày giống cái bài này nè nha, phải yêu cầu trình bày giống cái bài này. Các bạn trình bày nó ẩu lắm, rồi sau này các bạn không có sản phẩm, mình còn cái sản phẩm nó đẹp, đẹp một chút, cái gia gặp của nhà nó chỉnh chu một chút, thì sau khi mình duyệt cho các bạn mặt bằng xong á, các bạn bắt đầu các bạn sẽ đi vào cái bên phương án này. Xong cái nhà 4 mét này mình sẽ cho các bạn ha một cái tự son lạch, nó nằm trong khu quy hoạch thì các bạn sẽ biết được là trong quy hoạch cái biệt thự son lạch nó nên ngay những cái mẫu nhà trong sự nó quy định như thế nào, những cái điều cần tránh ha. Còn nếu mà có thời gian nữa thì mình sẽ cho các bạn thêm một cái mẫu 5 mét có bán hầm đó. Nếu các bạn xử lý tốt sau này mình sẽ cho các bạn thêm một cái mẫu đất xéo ha, xéo là cái khu cực kỳ khó, các bạn xử lý được cái công trình đó mới là cái điều ok nhất. Đó là những cái đề bài mình sẽ đưa ra. Còn các bạn làm mà các bạn không có va chạm, không có làm, không có suy nghĩ tư với nó thì khó mà học trở lên lắm. Lý thuyết không thì nó cũng một bên thôi, mình nói không thì các bạn cũng tiếp thu thôi chứ cũng không có làm đó. Làm đưa ra tranh luận thì nó mới ok được chưa. Bạn nào sẵn sàng chưa tới thì mình ra bài tiếp những cái đề khó hơn cho mình làm. Mấy cái nhà này nó tương đối nhà dân, nó tương đối bạn học của nó những cái những gì mình dạy đó vừa qua Rồi buổi sau mình sẽ, thứ bảy lần sau mình sẽ học về cái bố trí điện nước nha, sơ bộ cho cái nhà này để mình biết trong nhà nó có hộp gen nó đi như thế nào, nước nó đi ra sao. Cho mọi người nha.